Hello, hello, xin chào các bạn. Đây là Như Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 10 tây tháng 5 năm 2021 tại Hoa Kỳ. Hôm nay là ngày thứ hai ở Việt Nam hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Thì hôm nay các bạn thì chúng ta đang chứng kiến một cái đợt flash crash nghĩa là nhanh chóng đi xuống nhưng mà lại hồi phục lại rất là nhanh. Các bạn thấy được là giá cả của Bitcoin đó cách đây không bao lâu chúng ta được giá của Bitcoin đã lên tới hồi sáng này là 59.600 nhưng mà sau đó đi xuống liên tục tới mức thấp nhất các bạn thì được là mức thấp nhất chỉ có là 53.800 mà thôi sau đó bật trở lên rất là nhanh đây là cái biểu đồ của ngọn nến giờ thì mỗi một cây nến là một giờ chúng ta đang nhìn vào biểu đồ trên sàn Coinbase và sau đó các bạn thấy là Bitcoin cứ tích lũy xoay quanh cái dùng là khoảng 55-56.000 trong khoảng thời gian là khoảng chừng 5 tiếng đồng hồ vừa qua thì khi mà chúng ta nhìn vào tình hình này đó, cũng tương tự khi mà chúng ta nhìn vào tình hình của Terium, các bạn thì được là Terium đã liên tục phá đỉnh mới và chúng ta thì được là Terium qua khỏi 4.000 đô và nhanh chóng lên tới cái mức là 4.215 đô trên sàn Coinbase trước khi mà chúng ta thấy là có một cái đợt đi xuống rất là mạnh và rất là nhanh, có nói là Ethereum đi thẳng xuống chỉ còn có 3.655 mà thôi, sau đó bật ngược trở lên trong khoảng thời gian rất là ngắn, chỉ có là khoảng chừng thường nhớ là 15-20 phút mà thôi, và sau đó tích lũy xoay quanh cái mức là 3.900 đô trong thời gian cũng 4-5 tiếng nữa hồi vừa qua, thì đây không phải là cái lần đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy những cái sự kiện tương tự có nghĩa là giá cả đột ngột đi xuống mà thuận đã đi tìm kiếm những thông tin trên những trang web cũng như là đọc những cái thông tin ở trên Twitter vân vân chúng ta cũng không có một cái lý do gì giải thích tại sao giá lại đột ngột như vậy và nhìn vào tình hình đó, thì các bạn thấy được chúng ta nhìn vào tình hình chung thì thị trường ngày hôm nay cũng khá là đỏ chúng ta thấy được là không có đồng nào gọi là đất xanh, các bạn thấy được chúng ta thấy phần lớn những cái đồng lớn đó là đất đỏ, chỉ có một số những đồng nhỏ thì có màu xanh mà thôi. Nhưng mà các bạn thấy là tình hình chung thị trường ngày hôm nay là đi xuống. Chúng ta nhìn vào những cái đồng lớn đi, thì các bạn sẽ được là bitcoin ở mức là 55.543 thì xuống 5%, ethereum tuy là đi xuống từ 4.200 đô xuống chỉ còn có 3.900 hiện bây giờ, nhưng mà các bạn thấy được là giá ethereum rất là tốt, liên tục phá đến cũ, có thể nói được là khi mà mà Tamiyam rời khỏi 3.000 đô để nhanh chóng chạy tới 4.000 đô trong thời gian chỉ có là 2 ngày mà thôi. Còn về những đồng khác như là đồng Binance Coin thì cũng xuống 7,5%. Bây giờ mức cũng khá là tốt, 630. XRP xuống 10% ở cái mức là 1 đồng 40 cent trong vòng 24 giờ qua. Đồng Dogecoin bây giờ ở mức là 46 cent vẫn tiếp tục giữ vững được vị trí thứ năm xuống 17,4% trong thời gian 24 giờ qua. Đồng Dogecoin này bài điều đó sự hứng thú vẫn còn rất là nhiều và thậm chí ngày hôm nay chúng ta lại nghe nói thông tin liên quan đến một cái đồng mới mà đã được lên trên sàn Binance một đồng mà nhiều bạn cũng đã hỏi thuận đó chính là đồng c Inu chúng ta sẽ nói tới một lát nữa về cái tình hình tại vì cái đồng này đó khi mà chúng ta thấy được là đồng này được lên trên sàn Binance thì tăng trưởng rất là mạnh và dẫn đến rất nhiều những cái đồng copycat, những đồng mà copy tương tự như vậy khiến cho mạng lưới của Ether đã bị tắt nghẽn. Chúng ta sẽ nói tới cái vấn đề này một lát nữa. Còn những đồng khác thì như thế nào các bạn thì được là theo là chúng ta sẽ không nói tới Cardano thì cũng xuống 8% cũng không có gì gọi là quá đặc biệt các bạn thấy được là BNB hay là XRP thì cũng xuống cái phần trăm tương tự mà thôi. Polkadot thì xuống 1,5%, Bitcoin Cash xuống 6,2% và Litecoin thì xuống 10% có thể nói là trong cái thấp 10 này phần lớn là xuống khoảng chừng là 8 cho đến 10% và chúng ta nhìn vào một số những cái thông tin ấy, thì các bạn thấy được là tình hình không có những thông tin nào gọi là xấu hết mà thậm chí hồi sáng này thì có đăng một số những cái bài viết được chia sẻ bởi crypto coin thì để hơn chia sẻ chi tiết hơn một chút nữa với các bạn liên quan tới những cái bài viết này cũng như là chúng ta sẽ nói về ethereum chúng ta sẽ nói về cái uh, biểu đồ tâm lý thị trường chúng ta hiện bây giờ là có cơ hội đang ở cái phần nào và chúng ta sẽ nói về cái danh mục đầu tư của Thuần Capital thuần mới cập nhật ngày hôm qua. tôi ra chia sẻ cho những cái màn soi với các bạn. Cũng như chúng ta sẽ nói về những cái thông tin uh, như là chúng ta sẽ nói về chỉ số class No. chúng ta sẽ nói về cái thông tin liên quan tới cái người mà chơi football nổi tiếng Tom Brady. Chúng ta cũng sẽ nói về à, uh, đồng Dogecoin đồ như bạn hỏi thường về cái trang web lớn mà xem những cái địa chỉ ví đồng Dogecoin đồ này trong web nào Chúng ta cũng sẽ nói về thông tin như là cái phí gas của Ethereum như là Thuận đã chia sẻ với các bạn Và có một cái tài liệu rất là thú vị liên quan tới là những đồng nào được giao dịch nhiều ở trên sàn Coinbase trong thời gian 24 tiếng đồng hồ vừa qua là một kết quả mà tôi nghĩ là nhiều bạn có thể là không ngờ chúng ta bây giờ hãy bắt đầu để mà nói về những thông tin ngày hôm nay thì trước hết á, các bạn thấy được là nhìn chung đó thì cái số lượng bitcoin rút ra khỏi sàn nhiều hơn là nạp vào trong vòng là hơn một tháng rưỡi qua đây là cái tình hình chung các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào đây là tài liệu liên quan tới hàng ngày bao nhiêu bitcoin nạp vào so với lại bao nhiêu bitcoin được rút ra khỏi sàn Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, mà bạn đừng quên những cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và như mình nào mà chưa có theo dõi thuận capital trên mạng xã hội, các bạn có nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những thông tin như là Telegram channel, Facebook và Twitter. Đây là cách mà các bạn có thể nhận được thông tin mới nhất và nhanh nhất từ kênh của Thuận Capital. Và trong cái video ngày nay chúng ta có một cái nhà tài trợ đó chính là sàn Liniex. Đây là một sàn mà trước đây thường cũng đã từng chia sẻ với các bạn. Một sàn một đồng từ năm 2017 ở Việt Nam và giúp các bạn tại Việt Nam có thể mua tiền tử bằng đồng Việt Nam rất đơn giản và nhanh chóng. Sàn Liniex là một sàn có trụ sở Hà Nội và đã có hơn 30.000 người sử dụng thường xuyên và các bạn có thể dùng tiền Việt Nam Đồng Việt Nam để có thể mua các loại đồng nổi tiếng như là các bạn có thể mua đồng Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, BNB Hay là các bạn có thể sử dụng để mà mua những đồng như đồng XRP Hay là hai loại đồng ổn định phổ biến đó chính là đồng Tether và đồng Binance USD Đây cũng là một trong những sàn mà được đề cập đến bởi CZ của sàn Binance và đưa vào hệ sinh thái của Binance Phía giao dịch ở sàn Linux cũng khá rẻ chỉ có 0,3% cho mỗi giao dịch tính thoảng cao phù hợp với tất cả mọi nhu cầu từ số lượng lớn đến số lượng nhỏ đặc biệt là hỗ trợ đa ngân hàng người dùng có thể rút đồng Việt Nam về bất cứ tài khoản nào ngoài điều này ra thì sàn Linux cũng có chương trình để các bạn có thể giới thiệu bạn bè quan tâm mức hoa hồng bạn nhận được là 20% trên tổng phí giao dịch nhưng mà nào mà muốn tìm hiểu thêm về sàn Linux nếu các bạn sống Việt Nam thì hãy tìm hiểu bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới cái video này thì các bạn đã thấy là rất rõ ràng là trong vòng một tháng rưỡi qua thì cái số lượng cái đường màu đỏ đi xuống nó rất là nhiều và rất là sâu so với lại cái đường đi lên có thể nói là nhiều đường màu đỏ đi xuống hơn là đi lên có nghĩa là phần lớn trong khoảng thời gian là một tháng rưỡi qua đó tình hình là có nhiều đồng bitcoin được rút ra khỏi sàn hơn là nạp vào đây là cũng là một trong những cái sự kiện chúng ta quên nói tới thường xuyên nhưng mà đây là cái bài phân tích được chia sẻ với crypto khoan hồi sáng này và bạn thấy được là chúng ta đã chứng kiến cái số lượng lớn bitcoin rời khỏi sàn nhưng mà lại không có chứng kiến cái số lượng lớn bitcoin nạp vào thì đương nhiên khi mà nguồn cầu đứng yên hay là tăng lên nhưng mà nguồn cung giảm trong trường hợp này chính là cái số lượng Bitcoin trên sàn thì sẽ dẫn đến giá cả tăng trưởng Đây là cái bài chia sẻ bởi Crypto Khoan và cũng là đồng với lại suy nghĩ mà chúng ta thường hay nói tới trên cái channel này trong dòng cái thời gian có thể nói là mấy tháng qua trong vòng 3 ngày qua thì đương nhiên các bạn thấy được là có một số lượng Bitcoin được nạp thêm lên trên cái sàn giao dịch nhưng mà không có đáng kể. Nói chung thì đây không phải lý do tại sao mà thường nghĩ là giá cả đi xuống ngày hôm nay mà có thể là có một cái ai đó bán số lượng lớn bitcoin bất ngờ hay là vì một lý do nào đó cho nên giá cả mới đi xuống nhưng mà tôi nghĩ là trong cái tình hình bây giờ đó chúng ta sẽ không có lấy làm lạ nếu như mà trong vòng vài ngày tới đây chúng ta nghe nói tới công ty này hay là công ty nọ thu một khôi trong cái đợt mà đi xuống nhanh trong cái thời gian này chúng ta nhìn vào một tài liệu kế tiếp đó là liên quan tới là cái số lượng bitcoin trên những cái sàn giao dịch spot như là những sàn giao dịch thông thường chứ không phải những sàn giao dịch mà cho các bạn chơi margin thì chúng ta đều là các bạn thấy được là tình hình đó thì cái đường màu đỏ này cứ đi xuống và đi xuống và đi xuống nghĩa là càng ngày càng ít bitcoin trên những cái sàn giao dịch thông thường hơn và các bạn thấy là cái xu hướng của đường màu đen này thì đi ngược với lại đường màu đỏ có nghĩa là càng có ít Bitcoin trên những sàn spot thì giá cả sẽ càng tăng trưởng lên và các bạn cũng đã biết là lúc nào chúng ta cũng sẽ có cái độ trì hoãn có nghĩa là cái số lượng Bitcoin nó cứ đi xuống từ từ sau đó một thời gian sau chúng ta mới thấy được là giá cả phản ứng và có cái xu hướng này đi lên cũng tương tự như là khi mà chúng ta nói tới cái tài liệu liên quan tới Bitcoin bình thì Bitcoin bình xong đó thì 8 tháng sau chúng ta mới thấy là cái giá cả phản ứng có sự tăng trưởng tình hình bây giờ đó như được đã chia sẻ với các bạn chỉ cần là chúng ta giữ vững được cái nguồn cầu hiện bây giờ nghĩa là cái nhu cầu để có được Bitcoin hiện như bây giờ hay là tăng lên thì sẽ dẫn đến giá cả tăng trưởng nếu như mà chúng ta không có thông tin nào gọi là xấu và cho đến thời điểm này tuy là giá cả đã đột ngột đi xuống ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa nghe nói tới thông tin nào xấu dẫn đến giá cả đi xuống khi mà thường nghe thường sẽ chia sẻ với các bạn chúng ta nhìn vào tài liệu kế tiếp đi thì đây là tài liệu liên quan tới những thời đào thì các bạn thấy được là trong dòng có thể nói là từ đầu tháng 3 tới bây giờ như bạn cũng đã biết là thợ đào không có dấu hiệu bán nhiều Bitcoin khi mà thợ đào bán ra cái chỉ số bán là hơn con số 2 đây là chỉ số MPI minor position index thì khi mà thợ đào bán chỉ số này hơn con số 2 đó có nghĩa là sẽ có được nhiều thợ đào đang bán Bitcoin và Thợ đào bán Bitcoin là một trong những cái lực bán mà chúng ta có liên tục Nhưng mà trong thời gian là hơn một tháng qua có thể nói là chúng ta nhìn vào đầu tháng 3 tới bây giờ thì chúng ta thấy được là hai tháng rồi không có dấu hiệu thời đào bán nhiều bitcoin nghĩa là họ vẫn tiếp tục đào và tiếp tục lưu trữ bitcoin tại vì sao thì nghĩ tại vì họ nghĩ là giá cả sẽ tăng cho nên không muốn bán ở thời điểm hiện bây giờ và cái con số lượng mà thời đào bán trước đây đó các bạn thấy được là cuối năm ngoái cho đến tháng 1 đó cái thời gian này là thời gian mà thời đào bán rất là nhiều từ cuối năm ngoái cho đến tháng 1 của năm nay thì có thể là cái số lượng họ bán này đó là xoay quanh cái mức là dưới 42.000 đô đã đủ để cho thợ đào kinh doanh trong thời gian tới đây và những cái đồng bình của họ đào được trong thời gian này sẽ tiếp tục lưu trữ thì các bạn thấy được đó là so với những cái lần mà trước đây đó khi mà Bitcoin hồi phục đó chúng ta thấy được Bitcoin vừa mới trải qua một cái đợt điều chỉnh cũng khá là sâu chúng ta nhìn vào cái biểu đồ của nó ngày đi các bạn thấy được là giá cả Bitcoin đã có một cái đợt điều chỉnh gần đây thì sau đó giá cả Bitcoin cũng đã hồi phục trở lại chúng ta chuyển qua biểu đồ của Bitcoin đi để các bạn thấy rõ hơn thì uh, sau khi Bitcoin đi xuống 27,48% gần đây cái thời điểm là cuối tháng vừa rồi đó từ cái mức là khoảng 64.800 xuống chỉ còn có là 46.900 mà thôi thì sau đó giá đã hồi phục lại và các bạn thấy được tin hình bây giờ đó thì khi mà giá hồi phục lại so với những cái đợt trước đây đó thì hầu hết những cái lệnh đòn bẩy đó dường như đã không còn nữa có nghĩa là đã bị thanh lý và sau đó đã không có nhiều lệnh đòn bẩy tiếp tục xuất hiện trên những cái sàn nữa bây giờ cái số lượng lệnh mà đánh future hay margin rất là thấp so với trước đây cho nên bitcoin đã hồi phục tích lũy đó là một trong những điều rất tốt hiện bây giờ và cái bạn thấy được là lý do tại sao mà chúng ta không thấy có nhiều lệnh đòn bẩy hiện bây giờ tại vì cái xu hướng đối với những cái trader ngắn hạn ít ra trong thời gian hạn không có rõ ràng nhưng mà dài hạn đó thì thuận vẫn có lòng tin là giá của bitcoin sẽ không có ngừng ở đây cho nên thuận đã chia sẻ với các bạn trong thời gian đây là thuận sẽ đi ngược trở lại để mà bắt đầu tích cực tích lũy thêm đồng bitcoin tại vì bây giờ bitcoin là một trong những cái đồng mà ít người quan tâm đến và đó là cái thời điểm mà các bạn cần phải quan tâm đến khi mà không ai quan tâm đến đó là thời điểm mà bạn cần phải quan tâm đến chứ nếu như mà các bạn đợi cho lúc mà giá cả tăng trưởng mạnh rồi các bạn mới quan tâm đến thì cũng đã trễ rồi cho nên đây là cái thời điểm mà ít ai quan tâm đến Bitcoin Bây giờ mọi người đều chạy theo những cái nền tảng như là Binance, Ethereum, Cardano Hay là chạy theo những cái đồng liên quan tới NFT hay là DeFi Và thậm chí những cái đồng meme như là chúng ta đã nói tới đồng Dogecoin Cho nên bây giờ là thời điểm mà thường sẽ tập trung trở lại vào Bitcoin và nói tới Ethereum đó, thì các bạn thấy được là cũng có một cái phân tích được chia sẻ bởi Crypto coin mà Thùng muốn mang đến cho các bạn Đó chính là về giá của Ethereum đó, thì các bạn thấy là con số của Ethereum trên những cái sàn đó thì cái số lượng nạp vào cũng tương tự như là Bitcoin đó rất là ít so với cái số lượng rút ra mặc dù là giá cứ liên tục đạt cái đỉnh mới thì Ethereum được quý vị khôi các sàn là dấu hiệu cho thấy hệ sinh thái của Ethereum đang phát triển và ngày lại càng có nhiều người muốn lưu trữ Ethereum hơn và gần đây các bạn thấy được là Ethereum là một trong những cái mục tiêu kế tiếp của những cái nhà đầu tư lớn, những tổ chức đầu tư bây giờ lại đi thu mua Ethereum. Trước đây họ hiểu Bitcoin, họ thu Bitcoin. Bây giờ các bạn thấy được là có nhiều công ty đã chuyển qua để mà tích lũy Ethereum và thậm chí các bạn còn thấy được là VanEck đã đưa ra cái thông báo là họ muốn có một cái Ethereum ETF và hiện bây giờ đó thì các bạn thấy được là chúng ta à, vẫn không thấy dấu hiệu đỉnh của BTC và Ethereum. Cho nên cũng không có thông tin xấu nhìn chung thị trường bây giờ đối với thuận tình hình cũng khá là bullish mặc dù là giá cả đội ngục đi xuống ngày hôm nay khi nào mà có thêm thông tin thì thuận sẽ chia sẻ với các bạn những mai nào mà chưa có theo dõi thông capital trên mạng xã hội thì cũng nên theo dõi để các bạn có thể nhận được những thông tin này mới nhất và nhanh nhất thì nói tới Ethereum đó các bạn thấy được là khác với lại Bitcoin Thường cảm thấy được là Ethereum nhìn vào tài liệu đó Thì cái số lượng Ether rời khỏi sàn đó, nó còn nhanh hơn là Bitcoin nữa Các bạn thấy là chúng ta nhìn vào tài liệu có thể nói là hai tuần qua đi Thì cái số lượng Ether cái đường màu đỏ mà chỉ xuống nó rất là nhiều Có nghĩa là những ngày này là những ngày mà cái số lượng Ethereum rút ra khỏi sàn nhiều hơn là nạp vào và các bạn thấy là chúng ta nhìn vào tài liệu này đi Đây là tài liệu của ngày 9 tây tháng 5 ngày hôm qua thì các bạn thấy được là tổng cộng có là 93,8 ngàn ethereum rút ra khỏi sàn nhiều hơn là nạp vào có nghĩa là con số rất là lớn các bạn thấy được là chúng ta nhìn chung đó thì tình hình của Temium ngày lại càng biến mất đi trên những cái sàn giao dịch điều mà đỏ này cứ đi xuống và đi xuống hoài đây cũng là những điều mà mình thường đã chia sẻ các bạn trong vòng nhiều tháng qua liên quan tới TM lúc nào thì các bạn đều được cái hiện tượng liên quan đến là cái số lượng đồng mất đi trên sàn so với lại giá cả phản ứng đó cũng có có sự trì hoãn và các bạn thấy được sự trì hoãn à, cũng khá là lâu chúng ta thấy được là tình hình này đã kéo dài có thể nói là tốc độ đi xuống nó bắt đầu lại tăng trở lại sau khi mà đi xuống nhanh từ tháng 8 năm ngoái cho đến là tháng 1 năm nay thì nghỉ như một thời gian sau đó các bạn thấy được là chúng ta thấy là từ tháng 11 đến tháng 1 đó thì Ethereum không tiếp tục biến mất đi trên những sàn nhưng mà đột ngột là khoảng chừng là ngày 19 ngày 20 tây tháng 1 thì đường màu đỏ này lại đi xuống rất là nhanh và mãi cho đến thời gian gần đây, mãi cho đến thời gian là chúng ta cảm thấy là cuối tháng 3 thì giá cả mới có cái sự tăng trưởng mạnh thì chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi nhưng mà cũng tương tự như là Bitcoin nếu như mà cái nguồn cầu giữ nguyên hay là thậm chí là cái nhu cầu khó của Ethereum càng ngày lại càng tăng lên tại vì người ta muốn tham gia vào staking Ethereum 2.0, người ta muốn lưu trữ Ethereum, người ta muốn tham gia vào DeFi, người ta muốn làm một cái gì đó liên quan tới Ethereum và thậm chí cái sự FOMO có thể dẫn đến khi mà chúng ta càng ngày càng tiến tới gần hẹn năm nay cho cái cập nhật kế tiếp của Ethereum là cập nhật mà có cái đề xuất EIP 1559 mà sẽ đốt cái phí của Ethereum làm cho mạng lưới của Ethereum có thể là không có lạm phát mà còn giảm phát như là cái Ethereum càng ngày có thể là càng mất đi. Mặc dù đây là một hệ thống mà có cái số lượng đồng ra đời liên tục. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi nhưng mà Ethereum vẫn là một trung đồng mà thường lưu trữ cũng đã rất là lâu và cũng tiếp tục trung bình giá và lưu trữ và thậm chí gần đây các bạn thấy được là cái số lượng Ethereum so với những đồng khác đó đã tăng lên rất là nhiều.